biển nhé. Đầu tiên cho dầu vào chảo, cho nóng, bỏ một ít bơ vào, xào sơ rau củ. Đầu tiên cho củ cà rốt vào xào sơ. Khi cà rốt mềm, chúng ta sẽ cho thêm rau cải vào. Đây là cải gì các bạn biết không? Mình đó là cải thiệt. Còn ai thích ăn cải xanh, cải bẹ thì tùy. Mọi người có nghe thấy tiếng xào giòn không? Cục. Sau khi rau củ của mình ra bỏ ra đĩa, để có độ tươi xanh chúng ta xào sơ thôi nhé. Khi xào sơ thì chúng ta bỏ bơ vào chảo dầu để tạo một vị thơm trong món miếng xào cua của chúng ta. Wow. Trời ơi thơm quá mọi người ơi. Giết tôi đi, thơm quá. Sau đó chúng ta bỏ vào vào sao? Trời ơi, còn nấu gì nữa? Wow, quèo quèo quèo. Và đặc biệt là mình xào thái thôi nha. Bắt đầu bỏ thêm mực vào. Trời ơi, bò với mực. Vừa quay vừa nổi với gà nè. Nước miếng nuốt ực ực rồi. Mọi người có thể cảm thấy mùi mực đang bốc lên cùng với vị bò. Wow. Quá. Tiếp tục chúng ta bỏ qua một bên. So good. Quá. Tiếp tục chúng ta dùng chảo này để xào miến nhé. Chúng ta cho một ít dầu vào. Người lưu ý là cho dầu vào vừa phải nha, đừng cho nhiều quá thì giống như là chiên chả giò, mà cho ít quá thì chúng ta sẽ bị cháy hết. Ồ sao hả, xin lỗi, chúng ta cho một lượng vừa đủ như thế này thôi nhé. Mùi tỏi trong cái
khi mới được ngâm trong vòng 15 phút thì bây giờ mới bắt đầu được. Ngâm nước lạnh nha. Ngâm nước lạnh nha mọi người. Tùy vào gia đình của chúng ta bao nhiêu thì chúng ta cho bao nhiêu miếng nha. Một lọc tóc tóc ở trên đây xuống. Lưu ý là coi chừng nó vón cục lại nha mọi người, phải đảo đều tay. Và sau khi đã vừa chín, chúng ta bỏ rau củ vào. Và thấy nó có một cái màu xanh tươi mát. Thì bỏ vào chúng ta dần cái cục miếng mềm ra nữa, dần nó đi. Mình dùng động từ hơi mạnh thì chỉ cần nhấn nó vô cho miếng nó rời ra đó, chứ không nó còn cục dương nữa. Đấy, hậu quả của ít dầu mọi người ơi. Nêm nếm gia vị ha. Đầu tiên chúng ta cho một ít đường vào, một muỗng cà phê chưa đủ, chúng ta cho thêm một muỗng nữa là hai muỗng. Tiếp tục ta cho một ít bột nêm cano vào. Nếu không có cano chúng ta có cờ hó bỏ vô cũng được. Một ít bột ngọt và cho một thêm một ít nước tương vào cho thơm nha. Wow. Sau khi gia vị được cho vào chảo, người quay phim cảm thấy mùi hương thơm rất là ngào ngạt, quá thơm, quá thơm rồi. Trộn đều lên để gia vị trộn được đều ra nha, không có vón một cục là ăn vô là mặn lắm. Đó, chúng ta dùng đũa cưa đều các sợi miếng ra. Đang đói bụng coi cái clip này tới phút thứ 8, thứ 9 thôi là bắt đầu chảy hết các miếng rồi, bột thì sôi ập ập rột 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 rột. Mọi người lưu ý cái gì đó ra ngoài nhập vô chiên tiếp nha, xào tiếp nha. Rồi chưa? Anh nói chi vậy? Chính là bò và
mức. Mọi người thích ăn cái gì sao chứ sao? Có con cua bỏ đây càng tốt. Có miếng xào cua, miếng xào bò, miếng xào mực, miếng xào sa tế. Không có sa tế hả, bỏ vô. Mùi cay lắm. Mỗi ngày anh sẽ quay một món em nấu để anh lưu lại, nếu mà anh tự nấu để nó muốn nấu lại cho em ăn luôn. Dạ. Bây giờ nhìn mới thao tác thì quá dễ. Nếu chúng ta sẽ mở quán ăn, các quán các đầy đủ các món ăn. Trường thi nha mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ và comment tên quán để chúng tôi có thể mở mỗi quán hấp dẫn tại biển Long Hải nha. Bây giờ mình sẽ làm một hành trình khám phá tất cả việc món ăn ẩm thực ở Việt Nam, sau đó sưu tập lại làm một cái thực đơn, và cuối cùng mình cho ra một cái nhà hàng thật là hoàn hảo nhé. Món miếng của chúng ta gần được rồi, sáng lên. Có khác gì nhà hàng đâu mọi người. Một phần mà nhiều như vậy ở ngoài quán người ta chia làm hai, mỗi món mỗi một phần là phải 65-70 ngàn một bữa rồi. Trời ơi, ăn không hết, sáng mai mình ăn tiếp. Hôm trưa mai ăn tiếp. À, sao đó nó bỏ tiêu vào để tạo cho dậy mùi. Trời ơi, thơm quá. Trời ơi. À, xong rồi, đã tắt bếp. Chuẩn bị cho ra đĩa nhé. Thơm quá. Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Dậy đi thôi, dậy đi thôi. La 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 la. Wonderful. Wow, hấp dẫn. Chúng tình dạng để dư hoàn ở vào. Ngày mai ta không ăn được nữa. Đây là thành phần của chúng ta.
Wonderful, mời mọi người ăn thử nha.